nghe tiếng bô của nó đi. Lâu XXD các bạn. Đó, đây là hai cái con mà riêng nguyên con nha các bạn. Đó. Chiếc này nhiêu anh? À, chiếc này có giấy tờ. À, mất giấy tờ rồi, 1,5 triệu. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô xe số dòng xe phổ thông cho quý chị và các bạn ha. Thì lâu lắm rồi mình không có làm về dòng xe này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái dòng xe phổ thông cho quý chị và các bạn mua để mà mình đi làm được các bạn. Rồi, ok, thì mình sẽ lướt sơ qua. Đặc biệt ở đây thì một trong những cái tiệm rất là uy tín trên cái kênh của mình đó là cửa hàng Tám Phước các bạn. Của anh xe cũ đó, có trao đổi xe luôn. Thì ở đây chủ yếu thế mạnh của nó là vẫn về rim Thái spare các bạn, gần như lúc nào cũng có, và những cái dòng xe số xe tay ga luôn. Thì quý anh chị và các bạn muốn mua, mình đi làm hay là mình chạy Grab luôn được, thì mình tới mình mua. Rất là nhiều anh em đã mua trên cái kênh của mình rồi, nhưng hôm nay mình xe về cũng nhiều. Thì cũng sắp Tết rồi thì mình cập nhật lại cho quý vị và các bạn những cái lô xe mới cho mình xem, và được thì mình tới mình mua. Hồi trước thì ở đây cũng chuyên về cúp nữa, nhưng mà hiện tại thì cúp thì không còn nha các bạn. Tại vì bán ví dụ xe cỏ, những cái xe như này thì mình có thể mua đi làm hồ rồi. Đó. Chiếc này nhiêu anh? À, chiếc này có giấy tờ. À, mất giấy tờ rồi, 1,5 triệu. Ai mà mua đi chơi thì mua con này á, 1,5 triệu thôi các bạn, biển số 66. Đó, 1,5 triệu. Con này là 5 triệu à? Jupiter 5 triệu nha các bạn. Đó, xe 1,5 triệu là có xe rồi. Rồi. Con quay này nhiêu anh? À, con quay này 8 triệu. Rồi con City Hado số 3 nè, 13,5 triệu nha các bạn. Đó, City nè. Điều số ở đâu anh? Số là ngay chủ kia giới. Ngay chủ kia giới. Rồi tiếp theo là con gì đó, Ligan nữa. Anh Ligan. Của SUVM, con này nhiêu anh? 9,8 triệu. 9,8 triệu à? Rồi, mình sẽ chuyển qua cái dòng Wenfa 13,5 triệu. Con này rớt đầu cho anh. À, con này riêng nguyên con đó hả? Đó, riêng nguyên con. Con này rút sơ được không anh? Ký giới thôi. Ký giới bao ra chấp nha các bạn. Rồi tiếp theo là con riêng Thái đầu tiên. Con này bị số đâu anh? 17. 17 hả? Giá nhiêu anh? 12 triệu hả? 17 triệu nha các bạn. Riêng Thái 17 triệu. Rồi tiếp theo là con RSX 11,5 triệu. Rồi đây là con quay Thái này đúng không? 15,5 triệu. Con này rớt đầu cho anh. Con này rớt đầu rồi nha các bạn. 15,5 triệu. Rồi tiếp theo là con Jupiter RC 22. Giá bao nhiêu anh? 12 năm, series nguyên con nha các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, Luvias bao nhiêu anh? 11,5 triệu nha các bạn. Đó, đây là con Luvias 11,5 triệu. Rồi, có sẵn có một con mô tô nữa này. Anh em nào thích chơi thì mua cho con á. Nhìn rất là đẹp. Giá là 19 triệu anh. 19 triệu nha các bạn. Thì của em của anh bán. Đó, 19 triệu. Con này đi bao nhiêu ngàn km anh? Đó,
rồi, mình sẽ tiếp vào bên trong. Lâu mình gặp không cập nhật, mình cập nhật cho quý anh chị các bạn. Rồi tiếp theo là Future. Dạ. 17.500, con này là đào nhiêu anh? À, 24. 24. 17.500. Con này đi 22.000. Đúng rồi. Biển số đâu anh? Hả? Biển số đâu anh? Biển số Gia Lai. Dạ. Rồi, tiếp theo là con Alibaba. 8.500.000 nha các bạn. Mười bảy triệu á, con này đã 2.9 hả? À, 2.9. Rồi tiếp theo là con Vision. 23 triệu. Con này đầu nhiêu anh? 24, 23 triệu cho con. 26 hả? 23 triệu. 27. 27 các bạn. 23 triệu. Đó, Vision nhìn rất đẹp. Con này rút hồ sơ được không anh? Ngay chỗ rút sơ được. Ok. Đó, cái chị và các bạn mua con này về mình đi đúng bài đâu. Nữ. Rồi tiếp theo là mình thấy có một con lít nè. Lít đời mới. Lít đời mới 28. À, mới nhất đó. Giá nhiêu anh? 33 triệu nha các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cái dòng rim Thái nha. Sape. Con đầu tiên của Sape đó các bạn. 23 triệu. 2.4. Đây. Anh đề máy giúp em. Máy giúp. Đó các bạn nhìn đi, nó nổ rất là êm luôn nha. $23 triệu nha các bạn. Đó. Các bạn nhìn đi. Tại vì các bạn nên nhớ rằng Shopee cái đời cũ á nó mới có giá trị nha, chứ phải là mấy cái con mà Shopee đầu mới ví dụ như. Dạ. Shopee 110 rẻ lắm. À, Shopee 110 rẻ. Còn này là Shopee này là bao nhiêu anh? 23 triệu. Còn hai con này là con 98 triệu. Hai con này là cũng Shopee á. Shopee mà đời 98 hả? 98 rồi. Đó. 22 này 18. Con 22 đây biển số nhiêu anh? Con 22 biển số 59S3. 22 là đây biển số 59S3. 18 triệu biển số 60. Thì những con này mình mua mình có rút hồ sơ được không anh? Được, con 22, 23 rút hồ sơ được. Còn con 18 triệu không rút. 18 triệu tại vì nó rỉ quá bạn. Thì sẽ không rút hồ sơ. Còn nếu mà các bạn mua cứ xe trên 20 triệu á thì rút hồ sơ hết. Đó, máy bao zin êm nha các bạn. Con này mấy con này rớt đầu hết rồi đúng không anh? Rớt đầu rồi, có con này chưa rớt. Con này chưa rớt luôn không? Đó, con này chưa rớt đầu nha các bạn. Là biển số nhiêu anh? Biển số thành phố. Đó, thì mình vừa giới thiệu qua ba con Shopee. Và các bạn nhìn này, cái lô rim Thái này kia nữa nè. Rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ tiếp tục mình quay cho quý anh chị và các bạn xem. Tại vì nhiều anh em cũng hỏi về rim Thái. Mà cũng lâu rồi mình cũng có nhiều thời gian mình cập nhật cho quý anh chị và các bạn ha. Đây, như trước mặt quý anh chị và các bạn đó là một con rim Thái đó các bạn. Rim Thái từ 97. Đầu 97, con này đầu 97 nha các bạn. Nhập á. 50 đầu á. 80 triệu. 50 đầu 80 triệu. Đó. Tại vì cái dòng này á thông thường là những cái anh em ở ngoài ở Hà Nội á. Hà Nội là chuộng những cái dòng này cực kỳ và tìm gần như là tìm xi những cái này xi này xanh này. Tại vì đó, chơi. Tại vì nhiều anh em không cứ nói bỏ ra 80 triệu mua con này làm gì, nhưng mà các bạn thật ra khi mà mình đam mê á, mình thích dòng nào thì mình mua. Mình chơi chứ không phải nói như các bạn được. Nhiều lúc có tiền mà cũng chưa chắc đi tìm ra xi ngon để mua. Đó, tiếng bô của cái con 80 triệu các bạn. Con này riêng nguyên con chưa rớt đầu rồi luôn á. Riêng nguyên con hết. Đó. Con này là riêng con này 75 con nó 80. À. Riêng nguyên con hết. Con này 80 rồi nha các bạn. Riêng nguyên con. Rồi tiếp theo là mình qua cái con 75 này.
75 triệu. Còn 75 nhưng mà rim Thái con này cũng đời nào anh? Rim Thái đời 95. 95. Rồi. Thái đời 95 á. Đời 95. Con này nè, biển số này Hoàng, 98 97. 75 triệu. Đó các bạn nghe tiếng bô của nó đi. Lâu XXD các bạn. Đó, đây là hai cái con mà riêng nguyên con nha các bạn. Mình phải nói rõ như vậy cho quý anh chị và các bạn biết chứ để các bạn nói là không phải nữa. Đó, hai con nào riêng là báo riêng, hai con này là riêng đó. Thì anh em cần thì cứ mang thử nó test á. Rồi, tiếp theo là con riêng Thái thứ ba. 5 8 4 7 5 34 triệu. 34 triệu. Con này rất đầu rồi anh. Rất đầu mấy giữa chưa chỉ thôi. Rất đầu. Xe này lâu rồi chắc chắn là phải làm lại rồi. 34 triệu anh. 34 triệu. Còn con này 37 triệu. Số đường này đấy. 37 triệu con số đồng này. Nhìn thấy. Rồi, tiếp theo là con rim Thái thứ 5. 30 triệu. 30 triệu. Con này biển số đâu anh? Thủ Đức nha các bạn. Đó, những xe này đều rút hồ sơ được hết nha các bạn. Sang tên chính chủ được hết nha. Rồi, tiếp theo là con 27 triệu. Đó, 27 triệu nha các bạn. Biển số đâu anh? Thành phố luôn. Thành phố luôn. 27 triệu. Đúng rồi, ở Sài Gòn này thì rim Thái xe đẹp là khỏi phải chê. Ở ngoài Bắc thì nói chung là mình khi mà mình chơi xong rim Thái là nát luôn á. 32 triệu. 32 triệu các bạn. Đó, máy móc. Sườn rin đồ, lốc rin, nước sơn cũng rin. Đó. Là 32 triệu. Biển số đó là thành phố luôn. Thành phố luôn. Chủ yếu là biển số thành phố đâu, sang thành phố trước kia là mua dòng này chơi thôi. À, con này bán rồi. Đó. Thì như vậy là mình vừa lướt qua cho quý anh chị và các bạn đó là 2, 4, 6, 7. 7 con rim Thái. Cái ngồi kia nữa là 8 con rim Thái. Thì giá của nó dao động là từ 12 triệu đúng không anh? Con ngoài kia. 17 hả? 17 triệu tới 80 triệu các bạn. Các bạn muốn rim thì có rim. Mới dạng như rất đầu thì cũng có nha các bạn. Đó, rất đầu có rất đầu. Nhưng mà máy giữa thì chưa chỉ. Đó. Thì quý anh chị và các bạn nào muốn mua thì các bạn cứ liên hệ qua cái địa chỉ và số điện thoại đó. Rồi số điện thoại đó. Cửa hàng nói chung là bán rất nhiều rồi, chuyên về dòng Rim Thái với Shop Bear rồi. Trên kênh mình chắc nhiều anh em mua đã biết rồi. Nhiều ở đây hỗ trợ cũng hỗ trợ ship cho các bạn luôn. Cái thanh toán này đủ rồi, ship bình thường. Đó. Ok. Thì bạn nào có những thắc mắc gì thì muốn hỏi thì các bạn cứ comment mạnh bên dưới ha. Và đồng thời đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chia sẻ để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Thì xe giá rỉ thì rất là nhiều luôn, xe 1,5 triệu đã có rồi mà. Đó.